Em Long xin được chào tất cả các quý anh chị đang xem video của em ạ. Hôm nay em Long vừa mới về được một chiếc xe Mazda 3 cực kỳ là đẹp đây mọi người nhé. Với tông màu ngoại thất là màu trắng, sản xuất năm 2022. Và chiếc này, xe này của em thì đã lăn bánh được 47.000 km rồi mọi người nhé. Mọi người nhìn cho em về phần tổng quan của một chiếc xe này. Nhìn nó còn rất là mới đúng không ạ? Bốn cảm biến trước vẫn còn này. Như mọi người thấy nhé, cái phần sơn này của em vẫn còn sơn zin này. Nếu mà mọi người nhìn ra nhé, nếu mà đã sơn lại nhé, ở cái phần cảm biến này này thì sẽ có những cái bột bả ở quanh cái chỗ này này, mọi người nhìn sẽ rõ luôn. Còn đây của em nó vẫn còn nguyên theo zin luôn, theo xe luôn nha mọi người nhá. Rất là đẹp và mới luôn ạ. Tuy chạy được 47.000 km rồi nhưng mà cái chất xe của em thì vẫn còn là mới. Như mọi người nhìn cho em nhá. Cái phần lốp xe này. Lốp thì vẫn còn tất cả vẫn còn theo nguyên dàn xe vẫn còn theo nhá. Này, sản xuất ở tuần thứ 26 năm 2022 này, vẫn còn dày ủịch luôn nha mọi người nhá. Mọi người đi đến cùng em phần bên trong nội thất một chút này. Đây mọi người có thể thấy nhỉ, phần táp bi này, táp bi táp lô của chiếc xe này nhìn vẫn còn bóng nhoáng và còn đẹp luôn nhé mọi người nhá. Này mọi người xem nhé. Đó, về các cái phần tính năng option của chiếc xe thì chắc là mọi người không còn xa lạ gì với cái dòng Mazda 3 này rồi đúng không ạ? Phanh điện tử auto hold, tất cả gương gập chỉnh điện rồi, rất là đẹp. Về phần khoang cốp này tương đối rất là rộng rãi cho mọi người nhé, thoải mái để cho mình được 2-3 chiếc vali để mọi người đi chơi. Và tiếp đến này, đây khi mọi người nhìn cho em cái mặt nỉ này đi, đấy không bị bông xù một chút nào luôn. Đấy là mọi người có thể thấy độ mới của nó như thế nào rồi đúng không ạ? Lốp sơ cua thì vẫn còn theo xe nhá. Đó, đây, các cái đường viền này, keo chỉ này, mọi người có thể thấy nhá, không có một cái đường nét gì mà để cho mọi người thấy là keo chỉ này đã đấy đâu. Vẫn còn nguyên theo nhà máy hết này. Đây, các cái phần nỉ này vẫn còn rất là mới luôn. Đây, mọi người nhìn cho em phần khoang cốp ngồi nhé, ghế nhé. Đây, các cái đường viền này, ốc điếc này vẫn còn sơn zin của nhà máy luôn này. Đó, xe thì em cam kết với mọi người là xe sẽ không có bị bổ máy hay gì đâu, tất cả đều nguyên bản theo hết. Cam kết là không đâm đụng ngập nước thủy kích, động cơ hộp số đều nguyên bản hết nha mọi người nhé. Nhìn về mặt ghế đi, mọi người có thể thấy này, nếu mà đi nhiều thì chắc chắn là phần má ghế là sẽ nhăn nheo rồi đúng không ạ? Nhưng đây mọi người nhìn cho em phần má ghế vẫn còn rất là đẹp đúng không ạ? Có cả cửa gió điều hòa khoang ghế ngồi thứ hai cho mọi người luôn, bệ tì tay thoải mái này, khi mọi người đi có thể mang đồ uống để lên trên được nhá. Phần tiếp đến cho em đi, nhìn phần bên trên này, ghế là ghế chỉnh điện rồi nhá mọi người nhá. Tất cả các cái khung viền này, ốc át vẫn còn theo zin theo xe hết nha mọi người nhé. Gương gập chỉnh điện hết rồi ạ. Rất là đẹp và mới đúng không ạ? Đây, vẫn còn tem này. Nhìn rất là mới luôn. Phần táp lô thì nhìn bóng nhoáng rồi đúng không ạ? Chất xe thì cực kỳ là đẹp cho mọi người rồi. Ghế chỉnh điện hết rồi. Đấy, mọi người nhìn cái phần má ghế nhé. Nhìn có đẹp không? Vẫn còn mịn lắm ạ. Không có một vết nhăn nheo gì đâu. Cực kỳ là chất luôn. Đối với dòng Mazda 3 này thì nhiều mọi người hay có cái là phần chỗ ngồi thì mọi người hay nghĩ là nó chật chội thôi. Nhưng mà thật sự ấy, mọi người nhìn cái không gian của nó chật là do cái trần của nó thôi. Trần của nó thì nó hơi thấp nên mọi người thấy cái không gian của nó sẽ bị thu hẹp đi một chút. Còn để mà nói là đi một chiếc Mazda 3 như thế này thì cực kỳ là sang rồi mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Đây, mọi người đi cùng em đến một chút là em cho mọi người xem phần khoang máy nhé. Mọi người chờ em một chút, tay em nó hơi bị kẹt. Đấy, mọi người nhìn cho em nhé, tất cả phần keo chỉ của chiếc xe luôn. Em cam kết cho mọi người là đều zin hết nhá. Ốc yếc ở trong này vẫn còn tất cả nguyên sơn của nhà máy luôn, nguyên zin hết, không có bùa phép bùa bủng gì đâu ạ. Nhìn rất là đẹp. Một chiếc xe mà sản xuất năm 2022 chạy được 4.7 km, không thể đòi hỏi được gì hơn đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Tổng quan một chút lại về một chiếc xe này nhá, Mazda 3
1.5 Luxury sản xuất năm 2022. Xe thì lăn bánh được 47.000 km rồi ạ. Chiếc xe này thì em đang chào bán với mức giá là 599 triệu. Tất nhiên là giá này em sẽ có thương lượng cho mọi người nhé. Nếu mọi người cảm thấy chiếc xe này phù hợp để cho mọi người chạy gia đình thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em, địa chỉ là 77 Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, hoặc mọi người có thể inbox trực tiếp cho em qua Zalo, số điện thoại của em là 0394433343. Liên hệ cho em thì em sẽ có giá tốt nhất cho mọi người nhé. Thì khi chiếc xe này nhá thì em sẽ có cam kết cho mọi người rồi, thì mọi người có nhu cầu đi check test ở bên thứ ba thì em cũng hỗ trợ mọi người ở phần đấy nhá. Nếu mà mọi người đi check test mà phát hiện các cái lỗi mà em đề cập đến ấy, thì em hoàn toàn chịu tất cả các chi phí đấy cho mọi người nhé. Rồi, giá thì em cũng đã đề xuất rồi. Mọi người cảm thấy chiếc xe này phù hợp với mình thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em để ủng hộ cho em Long một chiếc xe này nhé mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người ạ.